với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Hoài Linh chỉ nói một từ này giúp Lê Dương Bảo Lâm vượt qua mọi sóng gió showbiz. Chơi vơi giữa showbiz, Bảo Lâm bừng tỉnh vì một chữ danh hài Hoài Linh khuyên. Vào 20 tháng 7, live show của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh mang tên Phù Thổ và Tám Nàng Tiên sẽ diễn ra thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày qua, Lê Dương Bảo Lâm cùng dàn sao trẻ tích cực tập luyện. Trở lại sân khấu kịch, sau khoảng thời gian miệt mài quay game show, Lê Dương Bảo Lâm nhận nhiều chú ý từ khán giả. Trong live show lần này, anh vào vai Phù Mộc, một trong 8 con gái của Phù Thổ, nghệ sĩ Hoài Linh đóng. Tại buổi tập cùng dàn sao trẻ như Khởi My, Đại Nhân, Thanh Duy, Dương Thanh Vàng, Bảo Lâm thổ lộ. Nhìn sự cống hiến không ngừng của nghệ sĩ gạo cội như Hoài Linh càng làm anh có thêm động lực phát triển nghề nghiệp. Anh lắng nghe thế hệ đi trước dạy dỗ về tâm làm nghề, kỹ năng trình diễn để trụ vững lâu dài. Cơ hội làm việc học hỏi cùng nghệ sĩ Hoài Linh không phải ai cũng có được. Lâm biết ai cũng bận rộn nên khó có thời gian nhiều để tâm sự. Mỗi lần làm việc chung, Lâm ngồi quan sát thế hệ đi trước và tự rút cho bản thân những bài học, giá trị của nghệ sĩ. Đôi khi không phải là bao nhiêu người hò hét, bao nhiêu cát xê nhận được, mà tình yêu của khán giả, sự trân trọng của đồng nghiệp mới là thứ quan trọng. Đặc biệt, anh Linh chỉ khuyên dặn dò Lâm đúng một chữ là tâm, giúp Lâm vượt qua mọi sóng gió. Thật may mắn khi bao sóng gió và lời đồn thổi, Lâm vẫn còn đứng đây hỗ trợ anh Linh về mặt nội dung để làm live show, anh nói. Lê Dương Bảo Lâm cũng tâm sự, lần giả gái này anh nhờ bà xã tư vấn thêm, dù biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau, song việc cướp mặt trong live show lớn đòi hỏi anh đầu tư mạnh về mặt hình ảnh. Anh cực kỳ kỵ việc giả gái không tới nhìn nam tính, vì thế anh nhờ bà xã chỉ cách trang điểm đi đứng nữ tính hơn. Thậm chí anh còn chuẩn bị cùng lúc 3 chiếc váy khác nhau để đưa ra lựa chọn ưng ý nhất. Sau bao nhiêu sóng gió trong đời, vợ vẫn ở đó tin tưởng Lâm hoàn toàn. Không chỉ là bạn đời, cô ấy là tri kỷ góp phần quan trọng trong sự nghiệp của Lâm. Những ngày qua, dù tập luyện đến 2-3 giờ sáng, Quỳnh Anh vẫn vui vẻ chờ đợi, làm tài xế đưa đón tôi trở về. Dần dần tôi nhận ra hậu phương phía sau là thứ quan trọng nhất của người đàn ông. Dù ai bàn cãi gì đi nữa, Quỳnh Anh vẫn là người phụ nữ yêu thương và trân trọng tôi nhất, Bảo Lâm chia sẻ. Ngọc Trinh gây tranh cãi khi chia sẻ phát ngôn kém sang, ngực to không lo chết đối. Lời trân cầu dương ý của mẫu nội y đang bị mang ra mổ xẻ với những ý kiến đa chiều. Mới đây, Ngọc Trinh chia sẻ clip quảng cáo về sản phẩm làm đẹp. Nội dung clip nói về một cô gái bị thất bại khi đi phỏng vấn xin việc chỉ vì vòng một lép xẹp. Trong lúc đang thất vọng, người này đã gặp Ngọc Trinh, mẫu nội y nhanh chóng đưa ra giải pháp giúp cô gái khắc phục nhược điểm của mình. Ngoài hình ảnh, clip còn thêm dòng trích dẫn, bụi to không lo chết đố là có thật. Đăng tải clip Ngọc Trinh trưng cầu dân ý, có ai đồng ý với Trinh không nè. Chia sẻ của người đẹp Trà Vinh gây tranh cãi. Có người nhận định Ngọc Trinh đã đúng ở thời buổi, sắc đẹp ngày càng lên ngôi. Tuy nhiên, số khác lại phản bác, phê phán mẫu nội y vì cho rằng cô đang làm lệch lạc suy nghĩ của giới trẻ, khi không lo trau dồi kiến thức mà chỉ chú tâm làm đẹp vẻ bề ngoài. Ông giám đốc này tuyển thư ký mà nó là như tuyển không bằng mà đòi ngực to. Đã vậy nhìn cái mặt còn dâm dê. Làm thư ký cho ông này đã thấy tiềm tàng nguy hiểm có ngày bị ông ấy lợi dụng. Một ý kiến bày tỏ sự nghi ngại. Thời buổi bây giờ, não nằm hết. Ở hay sao mà kêu ngực to không lo thiếu việc. Cái loại xếp tuyển nhân viên chỉ vì ngực to thì cũng chả ra gì. Clip xà mà cũng làm được, hài quá. Một cư dân mạng gay gắt. Cư dân mạng bàn tán rơm rã về clip chứa phát ngôn gây sốc của Ngọc Trinh. Có những ý kiến lại lấy chính Ngọc Trinh ra làm ví dụ, ngực của chị cũng có to đâu. Thậm chí anti-fan còn lôi hình ảnh vòng một sập sệ của mẫu nội y thời gian qua ra để mỉa mai. Dù chỉ là clip quảng cáo nhưng việc chia sẻ phát ngôn kém sang của Ngọc Trinh đang trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn. Bắt chuyện từ hoa hậu đến hot girl, Quốc Trường được phong chàng trai vàng trong làng thả thính. Không chỉ đảm nhận vai diễn đào hoa trong Về Nhà Đi Con, Quốc Trường ở ngoài đời cũng rất chăm thả thính các mỹ nhân Việt. Sự thành công của vai diễn Vũ trong Về Nhà Đi Con giúp Quốc Trường nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ phía khán giả. Nếu như ở trong phim Quốc Trường vào vai Vũ, chàng thiếu gia giàu có đào hoa, thì ngoài đời nam diễn viên cũng được cho là có nhiều điểm tương đồng. Trong bài phỏng vấn trước đó, Quốc Trường
Thú nhận giữa anh và Vũ có 80% tính cách giống nhau, vì vậy ngoài việc sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, ông xã Thư Xính Lao cũng khiến fan không mấy bất ngờ khi nhiều lần trổ tài thả thính Mỹ Nhân Việt. Mới đây, nam diễn viên dành những lời có cánh cho Ngọc Trinh khi gặp cô cậy sự kiện. Chúc mừng Ngọc Trinh xinh đẹp lại tài giỏi, biết nhiều trên mặt báo hôm ấy mới gặp. Xinh đẹp, khéo léo và thông minh, anh viết trên trang cá nhân. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Quốc Trường dành lời ngọt ngào cho Mỹ Nhân Việt. Trước đó, anh cũng nhiều lần thả thính Mai Phương Thúy, Miu, Trần Tiểu Vi. Miu, trong số mỹ nhân được Quốc Trường thả thính, Miu là người đẹp được fan đẩy thuyền nhiều nhất. Với những bức ảnh do Quốc Trường đăng tải, Miu thường xuyên vào để lại bình luận và ngược lại. Điển hình, khi hot girl đăng bức ảnh selfie khoe râu ria với dòng chú thích: đẹp trai không cãi nhà, Mỹ Nam về nhà đi con để lại lời khen, đẹp hơn anh rồi. Hay khi nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ hình ảnh năm 4 tuổi, Vũ Sở Khanh cũng để lại comment bày tỏ sự ngưỡng mộ, sinh từ nhỏ luôn, đáp lại Miu tỏ ra ngượng ngùng, anh khen làm em ngại quá nha anh Trường. Chưa kể nam diễn viên còn ưu ái gọi hot girl Hà Thành là thần tiên tỷ tỷ. Mới đây Miu cũng phản hồi thính của Quốc Trường bằng việc khen ngợi anh trên trang cá nhân. Được dịp soái ca về nhà đi con lập tức tấn công khi gọi Miu là cô Long. Chưa kể, cả hai cũng bị bắt gặp đi ăn uống trò chuyện cùng nhau sau những lần thả thính qua mạng xã hội. Trước loạt hành động đáng ngờ của cặp đôi trai tài gái sắc, fan càng thêm hy vọng cả hai sớm công khai hẹn hò. Mai Phương Thúy, ngoài cái tên Miu, chàng trai vàng trong làng thả thính cũng tích cực giao lưu với Mai Phương Thúy. Cụ thể, khi nàng hoa hậu vừa đăng tải dòng trạng thái tiết lộ phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho công việc, Quốc Trường không ngần ngại để lại bình luận khen khéo nhưng vẫn tươi. Hay khi Mai Phương Thúy tự dìm bản thân bằng hình ảnh nhắm tịt mắt lúc trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình trực tiếp, thay vì chê bai, Quốc Trường dành lời mật ngọt cho cô. Nam diễn viên còn tỏ ra u mê trước nhan sắc của Mai Phương Thúy, vẫn đẹp và ngây thơ. Trước đó, cả hai từng hẹn nhau đi ăn chè. Không biết lời hứa này được thực hiện hay chưa, nhưng trước khả năng thả thính của Quốc Trường, dân mạng chỉ biết tròn mắt vì quá ngọt. Tiểu Vi, cưa đổ mọi cô gái trong Về Nhà Đi Con với ngôn tình ngọt liệm. Ở ngoài đời, Quốc Trường cũng được xem là dẻo miệng không kém. Với lời lẽ ngọt ngào đầy sức thuyết phục, Hoa hậu Trần Tiểu Vi là người đẹp tiếp theo dính thính của nam diễn viên. Khi Quốc Trường đăng ảnh điển trai cùng dòng chia sẻ bóng gió, có nhiều cách để hạnh phúc, cách nhanh nhất là nhìn thấy anh. Người đẹp Quảng Nam để lại bình luận xin cáp trên thả thính của soái ca 31 tuổi. Bảo Anh, những ngày gần đây cư dân mạng xôn xao trước tin đồn Bảo Anh hẹn hò Quốc Trường, nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai thân thiết và thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Về phía Quốc Trường, anh cũng từng có khoảng thời gian hợp tác với Bảo Anh khi đóng chung phim Nhà Của Năm Nàng Tiên. Nam diễn viên thừa nhận khi gặp Bảo Anh, anh bị cuốn hút bởi gương mặt xinh đẹp của nữ ca sĩ. Khi đóng chung phim, nếu nói không rung động trước Bảo Anh là nói dối, làm sao mà thờ ơ trước người xinh đẹp như vậy được. Tôi cũng có thích cô ấy, nhưng chỉ để trong lòng không dám thể hiện. Tôi biết mình ở đâu, không tự tin để nghĩ đến chuyện xa hơn, Quốc Trường thú nhận trên báo. Tuy nhiên ở thời điểm đó, anh chỉ là chàng trai chưa có tài sản hay chỗ đứng trong làng giải trí. Tôi không những nghèo đi xe máy, sự nghiệp cũng chưa tới đâu. Trong khi Bảo Anh đi xe hơi nổi tiếng, giữa chúng tôi có khoảng cách rất lớn, không thể tồn tại tình yêu. Vì vậy tôi xác định chỉ yêu quý Bảo Anh như một người đồng nghiệp, nam diễn viên kể. Lời chia sẻ của Quốc Trường càng khiến dân tình thêm nghi ngờ về chuyện tình cảm chớm nở của anh và Bảo Anh trong thời gian gần đây. Đáp lại thông tin đang lan truyền, Bảo Anh khẳng định, chị với anh Trường là bạn bè 7 năm nay rồi các em ơi, thính ở đâu chứ ở đây là hỏng rồi. Hết Mai Phương Thúy, Miu, Bảo Anh, Quốc Trường cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Quỳnh Nga, bạn diễn trong Về Nhà Đi Con. Nếu ở trong phim Vũ Sở Khanh chết mê chết mệt, cô nhã xinh đẹp, ngoài đời anh cũng sẽ đắm Quỳnh Nga không kém. Chỉ với một dòng chú thích ngắn gọn, có ai nhớ tôi, của Quỳnh Nga, Quốc Trường đã ngay lập tức mượn phim để bình luận, có Vũ đang mê muội kìa, không quên đính kèm biểu tượng trái tim. Liên tục khẳng định giảm cân thành công, nhưng Trấn Thành lộ rõ thân hình dày mỡ khó chối cãi. Trong bộ dạng không áo che thân, Trấn Thành để lộ cơ thể mũm mĩm. Dù anh đã cố tình lấy tay che bớt body, nhưng cũng chẳng đỡ hơn là bao. Chính đàn em thân thiết trong đại gia đình chạy đi chờ chi Ngô Kiến Huy đã tận tay dìm hàng ông xã Harry Won. Những hình ảnh ghi lại hậu trường của chương trình được Ngô Kiến Huy đăng tải mới đây đã tố giác Trấn Thành đang ở mức tăng cân báo động. Trấn Thành lấy tay che đi thân hình màu mỡ, nhưng có che cũng chẳng ăn thua. Cụ thể, trong tập 14 Runnerman phiên bản Việt lên sóng 13 tháng 7, các đội sẽ tham gia thử thách tại một khu vui chơi giải trí ở Nha Trang. Trong phần thử thách của đội mình, Trấn Thành xung phong sẽ thực hiện nhiệm vụ thay thế cho Ngô Kiến Huy ở phần thi cầu trượt nước.
nhưng chính đồng đội cũng là người em thân thiết đã dìm Hoàng Anh không thương tiếc trên trang cá nhân, đăng tải những hình ảnh không áo che thân của người anh. Ngô Kiến Huy còn mặn mà chăm chọc: "A hi hi, chờ em bé quay gì nhé, Ninh Dương Lan Ngọc có vẻ hào hứng quá, nhớ Tết phải không?" Dân mạng bình luận về thân hình phát tướng của Trấn Thành: "Tội anh Trấn Thành, giờ sao giống đuông dừa quá dạ. Trấn Thành béo quá rồi, yêu lắm cả đội chạy đi chờ chi, ai cũng dễ thương." Tránh xa bé mợ của anh ra, A Xin nói: "Có thể thấy thân hình của đuông dừa Trấn Thành không giảm đi được chút nào, mà trái lại ngày càng phì nhiêu hơn. Nhìn bộ dạng Trấn Thành dùng hai tay che những bộ phận ngoại cỡ mà dân mạng không thể nhịn được cười." Rất nhiều bình luận tỏ ra khoái chí với biểu cảm đáng yêu này của ông xã Harry Won. Vẻ ngoài mẫm mỉm, gương mặt sượng sùng mắc cỡ của Trấn Thành có tính giải trí rất cao với khán giả và những người em thân thiết. Thân hình mở màn khó chối của nam danh hài khi một người bạn tỏ: "Mở tràng bờ đây luôn, thương xin." Ngô Kiến Huy cũng ngay lập tức đồng cảm: "Em cũng thương xin mà, cái camera nó không thương." Hay như nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cũng tỏ ra khoái chí với hình ảnh vừa đáng thương, vừa buồn cười của người đồng nghiệp làng giải trí: "Ha ha, anh khoái khoảnh khắc này ghê bắp ơi, có người thấy anh trả thù rồi." Đồng nghiệp tỏ ra khoái chí khi nhìn thấy những hình ảnh hậu trường của Trấn Thành. Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành bị đánh giá dung nhan. Nhiều người hâm mộ nửa đùa nửa thật rằng sau khi cưới vợ, anh được chăm chút kỹ lưỡng nên phát tướng trông thấy. Hay một lần khác, Trấn Thành cũng lộ bụng mỡ khi xuất hiện cùng bà xã. Một fan nhanh chóng để lại bình luận: "Nhìn ảnh này thấy bụng Trấn Thành đầu tiên, ủa rồi ai mang bầu, tài khoản khác hài hước, trời ơi nhìn bụng ông giống 7 tháng rồi." Trả lời cảnh báo này, Trấn Thành lên tiếng thanh minh. Anh cho biết bản thân đã ốm hơn nhiều sau khi tham gia các game show. Từ ngày chơi Renaman xong, đun dừa hay khủng long gì cũng không mập nổi, nhờ vậy mà ốm được miếng nè trời, hay không bằng hên. Ông xã Harry Won được cho là nhắc nhẹ dân mạng rằng anh đã giảm cân thành công, nhưng thực tế thì luôn phủ phàng với Trấn Thành thì phải.